Em xin kính chào các bác ạ. Dưới đây thì em gái có những cái siêu phẩm hoa lan đơn thân và một số dòng lan đụn sọc cũng như là quế nhân tháng 8, hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai, rồi hàng sọc nhé. Mọi người mua hàng thì gọi điện trực tiếp đến số 0977 842 981 để được mua hàng ạ. Và mở đầu like thì em xin chia sẻ các bác, đó là một giò quế trắng tháng 8 lá nhăn, bản lá to nhé. Cái giò này thì phải nói là bản lá siêu to các bác ạ, quế trắng hòa bình. Bản lá to, lá nhăn này mọi người này. Đây, một cây mẹ này, bồng hai cây con, phải nói là siêu chất ạ. Mã số là V2 ạ. Mã số là V1 VIP ạ, quế nhăn nhé. Em mời mọi người ngắm cái tác phẩm quế nhăn siêu đẹp. Đây ạ. Một mẹ bồng hai con này, cây bên đây là mẹ bồng 4 con nhé. Bên này thì không lá nhăn nhờ đẹp. Đang nụ các bác này, mẹ bồng 4 con này. Lá này bị hơi bị cháy các bác ạ, cháy tự nhiên thôi. Cháy nắng mà, các bác nhìn nụ này. Đang bắt đầu đi nụ nhé. Đó, chia sẻ các bác mã số V1 quế nhân tháng 8 siêu VIP, bản lá to nhé. Ở đây bản lá hơn 5 cm, gần 6 cm ạ. Đó, chia sẻ các bác cái siêu phẩm này là bằng 3.650.000 nhé. Các bác về có thể tách những ngọn đơn thân này, hoặc là tách một ngọn này, nó làm dáng móc câu đẹp như thế này các bác ạ. Nó tầm 3.800.000 rồi, đến 4 triệu. Đó, thậm chí là như vậy. Siêu phẩm quế nhân tháng 8 mã số V1 ạ, bằng 3.650.000 ạ. Các bác anh chị mình mua hàng thì gọi điện trực tiếp đến số 0977 842 981 để được mua hàng các bác nhé. Và cái mã số thứ hai ạ, mã này thì các bác chốt là mã số Q10 nhé. Em mời mọi người ngắm vẫn là lá nhăn như thế này. Q10 các bác ạ. Đấy, quế đang nụ lích nhích từ dưới gốc lên này các bác này. Đang nụ này, đang nụ rất là nhiều nha. Mọi người ngắm này, đang rất là nhiều nụ luôn từ kẽ lá đây các bác ạ. Đây, đây các bác nhìn này. Đấy, đang nụ này. Đấy, phải nói là siêu vòi hoa các bác đây. Này, một cái ngọn đơn thân tác phẩm như thế này, các bác về có thể tách đơn thân, ngọn này mẹ bồng 4 con nhé. Này, ngọn này mẹ bồng 4 con, một ngọn đơn thân như thế này các bác mua trị giá tầm 2.800.000 đến 3 triệu. Và em chia sẻ các bác cái mã số là Q10 ạ. Q10 bằng 2.860.000 ạ. 2.860.000 cho mã số là Q10 các bác nhé. Quế trắng hòa bình nguyên dề đẹp ạ. Và tiếp theo là cái mã số V2 VIP ạ. Em mời mọi người ngắm một giò quế xếp rụt dịp. Cái giò này thì em mới thấy nó sưng mắt nụ thôi, còn chưa thể nhô nụ nhé. Bảo hành tháng 8 này tầm 10-15 ngày nữa các bác cũng vẫn có nụ hoa để chơi. Cái dề này thì bao gồm được 10 thân quế các bác ạ. Quế xếp rụt hòa bình VIP mã số V2 bằng 3.500.000 các bác nhé. 3.500.000 cho mã số là V2 VIP ạ. Quế hòa bình siêu rụt dịp ạ. Đây là cái mã siêu rụt dịp nhé. Đấy, 3.500.000. Và tiếp theo thì em có mã số này là một cây quế đơn thân mã số Q11. Q11 thì là bằng 500.000 các bác nhé, 500.000. Quế hòa bình. Và tiếp theo thì em chia sẻ các bác một chậu Koki xưa, 3 cây tác phẩm ạ. Xếp rụt 600.000 các bác nhé, 600.000 K1 Koki xưa nhé. Và dưới đây thì em chia sẻ các bác một siêu phẩm hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai chuẩn hoa chính chủ các bác ạ. Đây, chậu nhạn tháng 8 Gia Lai có mã số là E5. Con này nó quyết lá các bác ạ. Đứt một tí lá này. E5 chia sẻ các bác là bằng 1.450.000 nhé. Chuẩn hàng Gia Lai, nó hơi bị lỗi quyết lá. Đây, mẹ bồng con ở gốc này. 1.450.000 ạ. Và tiếp theo là cái mã số Q1 quế nguyên bản nhé. Chia sẻ các bác bằng 1 triệu ạ. 1 triệu. Và dưới đây thì chia sẻ các bác một chậu hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai VIP này. Phải nói chậu này thì siêu hoa luôn. Chất cây thì nó cằn các bác ạ. Mã số là V1 nhạn tháng 8 Gia Lai nhé. Phải nói là nhiều nụ lắm các bác. Đấy, nụ từ dưới này mà lên luôn các bác. Đấy, nụ này, nụ tất kẽ lá này. Này, có những cây mẹ bồng con vẫn đang nụ các bác ạ. Chậu này thì khá là dày nhé, một gốc khá là nhiều ngọn đẹp. Và em chia sẻ các bác mã V1 nhạn Gia Lai tháng 8 bằng 4.280.000 ạ. Tiếp theo thì chia sẻ các bác một cái chậu sọc ạ. Sọc 4 số 9 đây các bác ạ. Này, chia sẻ các bác chậu này là bằng 200.000 nhé. Mã số 1. Đây, mã số 2 này, 200.000 này. Mã số 3 thì chia sẻ các bác bằng 550 nhé các bác nhé. Rồi, chuẩn vàng 4 số 9 luôn các bác nhé. 550. Còn mã số 4 này chia sẻ các bác 450 các bác. Sọc này 450. Và tiếp theo thì chia sẻ thêm các bác một chậu nhạn Gia Lai bản lá mít dù dịt, chuẩn hàng Gia Lai tháng 8 các bác ạ. Đây, cây này thì đang mở nụ, mở cái lá chuẩn bị lên nụ này. Đấy, cây đây thì nụ khá là dài rồi nha. Hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai. Và em chia sẻ các bác mã này là mã số E2 là bằng 1.100.000 các bác nhé. 1.100.000 mã số E2. Và dưới đây thì chia sẻ thêm các bác một giò
Kiều mỡ gà chia sẻ các bác bằng 500.000 một chậu ạ, 500.000 cho một chậu mỡ gà nhé. Duy nhất một chậu bạch nhạn hoa màu trắng ạ, mà ở những cái live trước các bác hỏi em bạch nhạn hoa trắng rất là nhiều mà em thì không còn, em có duy nhất một chậu vừa xuống vườn và em sale các bác nhà mình giá là bằng 400.000 một chậu bạch nhạn hoa trắng ạ. Đây là bạch nhạn hoa trắng các bác nhé. Đây, bạch nhạn hoa trắng các bác sưu tầm thì liên hệ đến số 0977 842981 để được mua hàng các bác nhé. Đây là bạch nhạn hoa trắng. Và tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cây quế tím đơn thân ạ, bản lá mít to. Nó một cây lá mít siêu rụt rịt các bác nhé, bản lá quá to mịn bồng con. Quế tím thì nó là cái dòng đơn thân, hoa rất là thơm các bác này. Đấy, hoa rất là thơm luôn. Và em chia sẻ các bác nhà mình là bằng 280.000 một chậu quế tím nhé, quế tím ạ. Và đây là một chậu coqui hoa đỏ ạ. Các bác ở đây là cái dòng coqui hoa giống mới này, hoa đỏ các bác nhé. Dòng này thì hoa sai, đây hoa của nó tắt càn cần các bác này, đẹp lắm. Đây giống coqui hoa đỏ giống mới các bác ạ. Coqui thì nó rất là nhiều khuôn hoa các bác nhé, thậm chí là có coqui hoa tím xưa này, đây coqui hoa đỏ Mỹ này các bác này. Đây là cái top hoa đỏ Mỹ thì em chia sẻ các bác này, coqui hoa đỏ Mỹ này, tím xưa này, coqui tím xưa này cũng đẹp. Đấy, cái chậu 600.000 em vừa lên các bác là chậu tím xưa đấy. Đấy, đấy coqui siêu hoa này, coqui siêu hoa cũng siêu đẹp các bác nhé. Tí em chia sẻ các bác một chậu coqui siêu hoa. Còn đây là một chậu coqui hoa đỏ, đỏ giống mới đây, chia sẻ các bác chậu này hai cây lá mít rụt đẹp bằng 680 nhé, 680 các bác ạ. Và tiếp theo thì em có một chậu denzo, đây là cái màu cam chớp các bác ạ. Các bác nhìn cái lá này, duy nhất một chậu cam chớp thì em chia sẻ các bác bằng 250 nhé, 250.000 một chậu denzo cam chớp ạ. Cái tông này nó là cái tông màu cam chớp các bác ạ, denzo nhé. Và tiếp theo thì em lại chia sẻ các bác một cây nhạn đơn thân, là một cái dòng nhạn A3. Đâu nhỉ? Có một cây đơn thân duy nhất đâu rồi? À, đây các bác ạ, em mời mọi người ngắm một cây hoàng nhạn A3 hoa xanh cốm này, mặt bông ngũ đỉnh này, duy nhất một cây đơn thân đẹp này. À, mã số A6 á, A6 các bác nhé. Đây là hoàng nhạn A3 mặt hoa xanh cốm. À, hoa ngũ đỉnh của hoàng nhạn A3 mặt này thì nó còn đẹp hơn hoàng nhạn tháng 8 các bác ạ. Này, hoa xanh cốm mặt bông mũ đỉnh của hoàng nhạn A3 siêu đẹp nhé. Duy nhất một cây đơn. Chia sẻ các bác mình bằng 580.000 nhé, 580 hoàng nhạn A3 mặt hoa xanh cốm bông mũ đỉnh. Và em chia sẻ các bác nhà mình một chậu nhạn A3 3 cây nữa, mã số A3. Mã số A3 thì bao gồm được 3 cây tác phẩm. Chia sẻ các bác nhìn mình một chậu hoàng nhạn A3 này với giá là bằng 1.500.000 ạ. 1.500.000 các bác nhé, 1.500.000. À, rồi em lại lên chia sẻ các bác một số thân thòng nữa. Và đây là một cái giò, đây là một cái siêu phẩm tam bảo sắc va hoa vàng lĩ trắng ạ. Đây hoa chính chủ tại giò thì các bác anh chị mình đã được ngắm hoa tại giò rồi thì em cũng không chia sẻ nữa. Và đối với cái tác phẩm này thì hôm nay là đối với cái giò này thì giá thị trường có thể tới 35-50 triệu, nhưng thực tế là em tách cho khách nó tầm 10-20 ngọn rồi. Phải nói là còn lại những ngọn to chất, bản lá to. Hôm nay sale cho các bác nhà mình là bằng 6.800.000 ạ. Cái này nó là tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng các bác nhé, hoa vàng lưỡi trắng 6.8 các bác nhé, 6.8. Và dưới đây thì em có một duy nhất một siêu phẩm tam bảo sắc Tây Bắc của Điện Biên, một dế siêu to và khủng. Chia sẻ các bác mình 1.860.000 nhé, 1.860.000 các bác ạ. Đây là tam bảo sắc Tây Bắc của Điện Biên, duy nhất một giò siêu to khủng lồ các bác, thân dài cả 2 mét này, 1.860.000. Và dưới đây em có duy nhất một chậu ám địch quả lá nhựa, nó giá thị trường có thể tới 1.2-1.5 triệu. Em có duy nhất một chậu, xả các bác mình 800.000 nhé, 800.000 ám địch quả mã số 1. Và mã số 2 thì xả các bác mình là bằng 400.000 này, một chậu ám địch quả siêu đẹp nhé, 400, chậu gốc mẹ rất là đẹp. Và tiếp theo thì có một cây quế đơn thân mã số Q8 á, quế trắng đơn thân nhé. Và chia sẻ các bác mình 380.000 các bác ạ, 380 quế trắng đơn thân. Một chậu trầm Điện Biên ạ, 160.000 ạ. Một chậu hạc vĩ hoa trắng chuẩn hàng đột biến nhé, em xả các bác mình 168.000, chuẩn hàng hoa trắng tinh đột biến luôn, em xả các bác 168. Và dưới đây thì em có một chậu hoàng tam bảo hoa đỏ, các bác nhìn bản lá có kém gì quế đâu các bác này, 260.000 các bác nhé, 260 các bác. Hoa đỏ này, hoàng tam bảo, hoa đẹp lắm các bác, nó ra nụ nó cũng đỏ, xả các bác 260.000. Rồi một chậu quế trắng tháng 8 của Thanh Hóa, quế Thanh Hóa thì em chia sẻ các bác 550 nhé, 550 các bác ạ. Đây combo 3 chậu ổ denzo chớp các bác này, combo 3 chậu, hôm nay còn sót 3 chậu. Em xả các bác mình 260.000 nhé các bác ạ. Combo 3 chậu chớp
ba màu các bác ạ, mix màu thì em xả các bác 260.000 thanh lý nốt. Đây một chậu Denzo hoa hồng đỏ này, 120.000 thanh lý này. Dạ duy nhất một siêu phẩm kiều tím Sơn La lá mít các bác ạ. Này. Giò kiều này các bác mua thị trường ở tầm 2,8 triệu và em sale các bác mã này là bằng 1.100.000 các bác nhé, 1.100.000. Em có đúng một chậu thôi ạ, đúng một giò. Kiều Sơn La các bác nhé, kiều Sơn La. Và dưới đây thì em có một chậu kiều Yên Bái thanh lý 1.250.000 kiều tím nhé. Một chậu cáo các bác này, trong này có hai cây sơ mi này. Em thanh lý các bác 800.000 này. C10 này. Còn đây là Coqui siêu hoa các bác ạ. Coqui siêu hoa nó là cái dòng phải nói là rất là đẹp các bác nhé. Em mời mọi người ngắm cái bông của Coqui siêu hoa, nó rất là đẹp. Đây. Các bác ạ, nó đang có nụ mà thậm chí nó có những vòi, nó còn phân nhánh vòi hoa cơ. Mã này là mã số 3 em chia sẻ các bác. À mã số 1 đi. Mã số 1 bằng 500.000 các bác nhé. Các bác nhìn vòi hoa này, rất đẹp. Cây đã nuôi vườn mấy năm tuổi rồi. Đó, chia sẻ các bác 500.000 các bác ạ, 500.000. Đấy, ngoài ra thì những cái tác phẩm đơn thân em cũng còn rất là nhiều. Đây có một trụ cáo các bác nhé, một trụ cáo đỏ này, đẹp. Nó là giò này siêu là xuất sắc ạ. Em sale các bác mình ở mã này 580.000. Duy nhất một trụ các bác ạ. Trụ cáo này được 7 con, có cả những cây mị bồng con. Và sale các bác nhìn 700.000 nhé, 700.000. À em xin lỗi 500.000. 500.000 các bác ạ. Và dưới đây thì em có một chậu bệt Ngọc Viễn Đông, nó là dòng bệt sọc các bác ạ. Đây là bệt sọc, sọc muộn ấy, nó bị thiếu nắng ấy. Xem các bác cái chậu bệt này là bằng 200.000 các bác nhé, 200.000. Đây lưỡi bệt các bác này, 200.000 các bác ạ. Đây một chậu cánh bầu các bác nhé, cánh bầu đại này. Hoa đẹp lắm, đây em này nó quắt rồi. Bồng to chà bá luôn các bác. Cánh bầu đại em xem các bác mã này là 100.000 các bác nhé, thanh lý 100.000 này. Đây một chậu cánh bầu An Lão 180.000 xả lỗ các bác này. Hoa thì hôm trước mọi người ngắm mà cánh hoa to đẹp. Một chậu hồng bà nà này em xả các bác là 160.000 này. Đây một chậu bệt Ngọc Viễn Đông ạ. Đây là cái dòng bệt siêu hoa quốc dân các bác nhé. Đây là cái dòng bệt siêu hoa quốc dân, nó là dòng bệt quốc dân rất là đẹp nên sale các bác mình 150.000 các bác ạ. 150 cho cái chậu bệt Ngọc Viễn Đông này nhá. Nó là dòng bệt quốc dân các bác ạ, dễ hoa, nhiều hoa và rất là sai hoa. Đây là bệt Ngọc Viễn Đông các bác ạ. Đó, sale các bác nhà mình có 150.000 thôi. Đây. Ngọc Viễn Đông nó là bông bệt siêu đẹp quốc dân nhé. Đấy và tiếp theo thì em chia sẻ các bác nhà mình một cái chậu năm cánh trắng Phúc Lai các bác ạ, một chậu năm cánh trắng Phúc Lai ở tác phẩm. Bông của Phúc Lai đẹp lắm các bác. Đấy, xem các bác mình 450.000 các bác nhá, 450.000. Đây em có một chậu năm cánh trắng Phúc Lai với một chậu Kỳ Lân này, mã này thì hai chậu nhỏ, nếu mà bán chẳng nhẽ em lại nhổ chậu thì thôi. Em thanh lý các bác mã này 200.000 các bác ạ, 199.000 cả Phúc Lai và cả Kỳ Lân thanh lý nhá. Và dưới đây thì em có cái chậu bệt Kỳ Lân này 380.000 này. Ngọc Kỳ Lân này. Và em có một siêu phẩm này. Cánh bầu An Lão hàng khủng, mà để cái tác phẩm này thì mọi người chơi hoa thì cuối năm thì nó có thể là tới 5 đến 60 thân hoa nhé. Cả vườn có đúng một giò, đúng là giò này em chốt cho khách rồi. Tại vì khách bảo là gửi lại vườn đi công tác nên thành ra là em lại xả cho các bác. Mã này nếu bình thường bán 850 đến 1,2 triệu, hôm nay xả các bác 680.000 các bác nhé, 680. Và tiếp theo thì có một đơn tam bảo sắc Tây Bắc của Điện Biên các bác ạ. Vì cái này ký trên lũa to này không khuôn được cả giò em bóc. Thì các bác ký lại nhá. Tam bảo sắc Tây Bắc Điện Biên. Và em chia sẻ các bác nhà mình cái mã này là bằng 120.000 ạ. Các bác nhìn thân quá to và đẹp. Có 120.000 các bác nhá. Này thân nó siêu xuất sắc các bác, thân xoáy này. Đây có một thân nữa. Nó 120 các bác. Đấy có cả những thân mẹ bồng con mã số 1. Còn đây mã số 2 thì em để các bác 100.000 thôi ạ. 100.000 cho mã số 2 nhá. 4 thân. Đó 100.000 các bác ạ, một đơn lan mà có 100.000 quá là rẻ. Đó, combo cho các bác hai chậu này. Combo cho các bác hai chậu, một chậu Lâm Sung, một chậu Kỳ Lân, mã này thanh lý các bác 250 rồi. Này, vừa bán vừa xả lỗ đấy. 250. Và dưới đây thì em có một chậu có một chậu Đài Châu các bác ạ, một đỏ nhá, một đỏ ớt với một hồng cánh sen, mã này sale các bác nhà mình 700.000 các bác ạ. Này, chậu Đài Châu này. Quá chất, 700.000. Và dưới đây thì em có một cái chậu Coqui các bác ạ. Mã số 2 thì nó có hai cây. Cái top này là top đỏ Mỹ đẹp nhé. Đó Coqui các bác ạ. Hoa của nó là cái form hoa đỏ Mỹ đẹp. Và em chia sẻ các bác cái mã này là bằng 680 các bác ạ. Đấy Coqui hoa đỏ Mỹ. Nó vẫn là cái top Coqui hoa giống mới đẹp lắm các bác. Này cây của cái hoa đỏ Mỹ này nó đẹp lắm các bác. Nó là dòng lá ngắn bản to này. Này Coqui hoa đỏ Mỹ này. Mã số 2. Tiếp theo là cái mã số 3 này, vẫn là một chậu Coqui đỏ Mỹ lá xếp đẹp nhá. Em sale các bác mình 1 triệu.
từ từ 1 triệu. Và dưới đây thì đây, Koki siêu hoa này, Koki siêu hoa các bác nhé. Đây là mã số 2 chia sẻ các bác bằng 550. Đây là dòng Koki siêu hoa. Rồi mã số 3 các bác, mã số 3. Mã này là mã số 3, 3 cây nhé. Koki siêu hoa mà cây đã nuôi vườn, các bác nhìn nụ này, nụ như trấu luôn. Đấy, hoa của nó là cái dòng Koki siêu hoa các bác. Đấy. Koki thì nó rất là nhiều mặt bông đẹp và em chia sẻ các bác cái mã Koki siêu hoa để là bằng 800k nhé, 800k. Đấy, và dưới đây thì chia sẻ các bác một cái chậu bệt huyền diệu này. 380.000 các bác, đúng một chậu duy nhất. Đây một chậu mít sen. Ban mai hôm nay thanh lý các bác 320.000 thôi, giá lỗ vốn. Một chậu ma bó ạ, thanh lý các bác 180.000. Đấy, combo hai chậu này, một lộc bắc này. Một bệt linh giang các bác, một lộc bắc với một bệt linh giang xả cho các bác, mã này là bằng 250.000 hai chậu. 250 hai chậu các bác nhé. Đây là cái dòng bệt linh giang thì là nó gọi là siêu nhiều hoa các bác. Đây là bệt linh giang này. Hoa đẹp lắm các bác, quốc dân mà nó nhiều hoa. Lộc bắc này em chia sẻ các bác này. Lộc bắc này phải nói là siêu đẹp. Hai chậu mới có 250 thôi các bác ạ. Lộc bắc nhé, combo hai chậu bằng 250. Đây mắt đỏ cánh bầu đại xả các bác 200.000 một chậu thanh lý này. Đấy một chậu trồn 500.000 các bác nhé, 500.000. Đây một chậu hồng yên thủy top lan va tiền tỷ, đây em thanh lý các bác chậu này 130.000 các bác ạ. Mã số 1 130. Mã số 2 em để các bác 180.000 nhé, mã số 2 yên thủy. Duy nhất một chậu Koki ạ. Cửu các bác nhé, xin lỗi, cửu bạc tiên. Sale các bác nhà mình mã này 400.000 các bác, cửu xưa 400.000 này. 400.000, một chậu kiều tím yên tử 320.000 này. Một chậu cát siêu to khủng lồ 320.000 này. Đấy, đai châu quế cáo kiều ạ. Các bác mua hàng thì nhớ là nhấc máy gọi đến số 0977 842 981 để được mua hàng các bác nhé. Một chậu ngọc kỳ lân này 260.000 này. Còn rất là nhiều lan đẹp nữa. Các bác anh chị mua hàng thì nhấn like theo số 0977 842 981 để được mua những cái mã lan đẹp giá rẻ các bác nhé. Yêu thương tất cả những mã siêu phẩm đẹp gửi đến các bác mình ở trên live ngày hôm nay ạ. Xanh Huế thanh lý cho các bác cả chậu 700.000 các bác nhé. Một chậu cáo này 300.000 các bác này. Hồng Ngọc Hà Giang xả các bác một chậu cũng 700.000 các bác ạ. Xanh Huế đây các bác này cho mọi người xem, có chậu thì còn hoa, có chậu hết hoa. Cái này thì em sẽ phải bóc chậu ạ. Xả cho các bác cả chậu là bằng 800.000 các bác nhé. Cái chậu này là 800 các bác này. Bạn quá to, 800.000 nhé. Này là bóc chậu siêu to khổng lồ. Đây là những cái top tứ đại danh kiếm các bác ạ. Các bác mua hàng thì nhấn like gọi điện trực tiếp đến số bên em đã ghim trên bài rồi các bác nhé. Em gái xin cảm ơn các bác ạ.